Dạ, em xin kính chào toàn thể các cô chú anh chị các bạn yêu Phong Lan ở trên mọi miền Tổ quốc nhé. Phiên hôm nay ngày mùng 2 tháng 3 năm 2022, xin kính chúc các bác có một buổi trưa vui vẻ và thật nhiều niềm vui và sưu tầm thật nhiều hoa lan đẹp. Và trong phiên ngày hôm nay thì nhà em có cập bến rất là nhiều dòng hàng lan mới, những dòng dendro, lan cát, chóp bịp, trầm, đăng nụ và nhiều mặt hàng khác nữa. Thì sau đây thì em xin điểm danh qua những mặt hàng trong phiên ngày hôm nay. Và ngoài ra thì bên cơ sở nhà em có bán thêm cả những chế phẩm, sản phẩm phân bón, phân thuốc dành cho hoa lan. Thì đầu video thì em sẽ giới thiệu sơ qua cho mọi người những chế phẩm phân bón nhé. Đấy, đầu năm thì là cái thời điểm mà các bác phun kích rễ rồi là bổ sung dưỡng chất cho cây khá là nhiều. Đầu tiên thì em giới thiệu các bác đến dòng B1. B1 thì nhà em có nhiều loại, B1 Thái này 40, B1 Mỹ nhỏ là 30, có một B1 Mỹ to này là 235 là 50 này. Đó. Ở nano đồng, nano bạc đồng đấy, trị rỉ sắt rồi thán thư rồi các bệnh thối nhũn, loại này cũng trị được 35.000. Tiếp theo là các sản phẩm như là Sison, Acerup, Power Fit, Or Grhum 30.000 một lọ. Super Root B1 40.000 đồng, 30.000. Super Root B1 30. Tiếp theo nữa đó chính là Biorut. Cái loại này là loại 85, có một loại Biorut 60.000 nữa. N3M kích rễ cực mạnh, cái loại này cho cả phong lan và cả cây cảnh đều được nhé, 25.000 đồng một lọ. Tiếp theo là Movento trị dẹp sáp 120.000. Humic Acid 322, lọ nhỏ này là 50, lọ to là 150.000. Terra Sortfolia là 25.000 đồng một lọ. Terra Sort 4 kích rễ 25.000 đồng một lọ, 30.000 đồng một lọ. Folia là 30. Fisan thối nhũn nặng 60.000. Atolic nọ là 90.000 một lọ. Atonic gói thì là 10.000 một gói. Keo liền sẹo Mỹ là 50. Các sản phẩm NPK của Gromore 6 30 20 đều và 30 10 đồng giá 30.000. Lân AC kích hoa 10 60 10 30.000. Và các sản phẩm thầy Tám Ngọc, các chỉ số NPK đều có nhé, 30.000 một lọ. Đầu trâu thì có đầu trâu 501, 701, 901 là 25.000. Kích Key Pro của Mỹ là 430.000. AC VIP của Ngọc Linh này, Power Root này, Rooting Power Key này. Đây là siêu mập Key F190, VK Humat 45.000, VK Humat. Exotic kích rễ của Thái là 60. Super Thai thì có 3 loại nhé. Của Thái là lọ thủy tinh là 100 này. Có loại của Mỹ, loại 230 và loại 350, loại to. Tiếp theo dưới đây là các phân bón thông minh cho cây con, cây trưởng thành. Và phân thông minh kích hoa là 30.000. B12 chống sốc là 25.000 này. Hùng Nguyễn 25, Super Maze Canxi Kali là 30.000 đồng một lọ. Kích rễ Ngọc Linh là 120.000. 12 giờ, Ngọc Linh thối nhũn 12 giờ. Super Hum là 70.000. Sữa Thái là 70.000. Tiếp theo nữa đó chính là các sản phẩm diệt kiến này. Cái loại diệt kiến này 5.000 này. Diệt kiến của Phenola thì là 15.000 một gói. Anchancon là 40.000. Kin Kin Bun là 30.000. Siêu Lân Xanh là 10.000. Siêu Lân Đỏ kích rễ cũng là 10.000. Nấm Chico Đề Ma 15.000. Và có cả các cuộn dây buộc lan này, buộc lan này, rồi là dịch chuối. Các sản phẩm như vỏ thông nhà em đều cung cấp nhé. Rêu sâu, rêu rừng và rất là nhiều loại. Thì trong quá trình đặt hàng các bác muốn tư vấn mà, thì các bác gọi điện trực tiếp để hỏi nhé. Và đây là bộ sản phẩm máy tưới lan nhà em hiện tại cũng đang cung cấp ra ngoài thị trường với một bộ đầy đủ các linh kiện, nguyên đai, nguyên kiện, phụ kiện đầy đủ về chỉ việc cắm điện và sử dụng. Đó, bộ sản phẩm này thì gồm dây dẫn là 10m, cần đi tưới inox dài 3m, kéo dài 3m, thu gọn 70cm. Có một cục bơm, cục đổi nguồn lắp trên một bảng điện và có dây hút nước và có lọc rác. Bộ sản phẩm này có 2 bát nhé, một cái bát này là bát trắng để tặng kèm. Bát này, những cái hàng này em có bán lẻ ạ. Cái này để tưới phân thuốc, còn cái này là tưới lan này. Và một bộ sản phẩm này là 480.000 đồng một bộ ạ. Và trên đây là những cái sản phẩm hoa lan cũng như máy tưới lan của nhà em. Và sau đây thì em sẽ giới thiệu đến mặt hàng hoa lan ạ.
Đầu tiên thì em xin giới thiệu các bác đến dòng đai châu nhà em vừa về một lô đai châu mít nữa nhé. Hôm trước thì về lô đai châu mít thì đã cháy hàng rồi. Hàng lá mít cây rất là đẹp. Thông thường những cái cây lá mít thì thường lá của nó sẽ ngắn hơn, nhỏ hơn là những cái cây lá dài. Và hàng này thì cây xếp rất là đẹp luôn. Đó, hàng mít này thì em thấy là hình như là nó sẽ có hai màu ấy. Lựa được hai màu cho các bác, một thân tía đỏ này, một thân này là chắc là sắc pháo, đỏ với sắc pháo. Loại lá mít này thì em xin phép bán với giá là 125.000 đồng một cây. Đấy, rất là đẹp, 125.000 một cây. Và loại này thì mua 2 cây nhá, 2 cây. Hôm nay em sẽ chạy chương trình là 2 cây loại này. Em miễn ship ngày hôm nay. Tiếp theo là màu cam đỏ ạ. Màu này hoa của nó cực kỳ là đẹp. Em có một chậu này này, chậu số 1 đây, em bán là 130.000. Chậu cam đỏ số 2, chậu này rất là to, 150. Riêng màu cam đỏ là màu VIP. Tiếp theo là đai châu màu trắng này. Trắng thì có một cây này. Còn một cây trắng. Cây trắng này em bán là 130.000. 160 rồi bán 130. Còn một cây đôi này em bán 150. Một chậu hai cây trắng vừa nở hoa tàn hoa rồi. Đây vẫn là đai châu mít. Tiếp đến là những bảng đai châu Thái, bảng đôi nhé. Một bảng gồm hai cây như thế này, rất là to, ghép trên một bảng gỗ, dễ bám chắc rồi ạ. Mọi người ạ, một dè, gọi là một dè bảng hai cây to đùng. Loại này thì em xin phép bán với giá là 250.000 một bảng hai cây. Đẹp. Cái loại này có thể có nhiều màu ạ. Đây, có thân tía đỏ, có thân thì xanh xanh như thế này. Cái màu sắc này nó hơi khác nhau một tí. Còn một chậu đai châu này là đai châu màu trắng, trắng gọi là đai châu mắt ngọc, hình như đai châu màu trắng, lưỡi tím. Hàng của Thái Lan, hàng này cây của Thái Lan. Vừa rồi tàn hoa, một chậu hai cây to này, 390.000 một chậu này. 390 nhá. Tiếp theo em lên cho mọi người những cái cây hoàng nhạn. Lá xếp, cây rơi tầm 8 đến 9 cặp lá. Rất là đẹp. Những cây hoàng nhạn này em bán là 250.000 đồng một chậu. Hoa rất là thơm. Đây, những cây lá xếp này. 250.000 một chậu. Một bảng. Tiếp theo là những cái con cáo xếp, hàng cáo xếp Cao Bằng. Cáo xếp Cao Bằng, một chậu 3 cây 3 thân. Xếp đều tăm tắp nhá. Đấy ạ, những cái cây cáo xếp Cao Bằng này rất là đẹp. Có chậu 4 cây thì cây nó nhỏ hơn một tí. Này, lá xếp bản lá to. Cáo xếp. Hôm nay thì em bán cho mọi người một chậu như thế này chỉ có 220.000 đồng một chậu thôi. Đẹp lắm, cây lá xếp bản lá to. Cáo này là cáo thuần sẵn rồi. Lá cực kỳ là dày. Tiếp đến thì em xin giới thiệu đến các bác những cái chậu đen rỗ úp mắt đen. Một chậu cực kỳ là nhiều thân. Đen rỗ úp mắt đen, 170.000 đồng một chậu. Chậu siêu to bự. Mua 2 chậu em tính là 300.000 nhá. Hoa của nó màu hồng cánh sen đẹp lắm ạ. Tiếp đến là những giò kiều vuông Lộc Bắc, vùng Di Linh, Lâm Đồng. Đây, những cái mắt kiều đang chuẩn bị sưng nụ rồi nhá. Những mắt kiều đang sưng nụ, hứa hẹn một cái mùa hoa sắp tới rất là rực rỡ. 220.000 đồng một giò kiều vuông Lộc Bắc, Lâm Đồng. Đây, em còn một số những chậu hoàng lạp nhà em Thuần này. 150.000 đồng một chậu, rất là nhiều thân. Hoàng lạp. Hoàng lạp thầm Thuần, 150.000. Mộc hương ta này, mộc hương ta rất là thơm. Lá dày, đẹp. Mộc hương ta này là 150.000 một cây. Có cả dòng thoát thân thì nó một thân thôi, nhưng mà nó rất là dài, nó cao phải 1,5 m trở lên. Còn loại này trung bình cao 1 m. Loại này trung bình cao 1 m. Mua 2 cây em tính 130. Mua lẻ 1 cây là 150.000. 5 cây trắng Phú Thọ. Những cái chậu 5 cây trắng Phú Thọ này, những cái kỳ nhỏ xinh xinh này là 20.000 một kỳ. Còn 5 trắng HO thì là 30.000 một kỳ. Đây là Phú Thọ này, ví dụ một chậu này với giá là 80.000. Hồ điệp. Hồ điệp 50.000 một chậu. Đấy, giảm giá. Hồ điệp cây tơ cốc 3.5. Nhiều cây đang chuẩn bị nhú một đợt nụ nữa nhé. Loại này hàng Tết là 180 một cây đây. Hồ điệp cây tơ này là 50.000. Em còn duy nhất một chậu Thịnh Vượng Phát Tài. Hàng này nó bị xuống lá chân nhé. Cây này em bán thanh lý 80.000, đang lên mầm gốc. Hàng này em bán là 180, giờ thành 80.000, giảm 100.000 nó xuống lá về các bác trồng hộ em làm giống. Đen đô nắng đột biến chất bịp ạ. Hôm nay về cái lô hàng này cây của nó cây tơ. Gần như là cây tơ 100%. Và hàng bảo hành hoa nhá, để những cái mắt nụ của nó chuẩn bị đang sưng ở trên cái đầu ngọn này.
Một chậu chấp bịp hôm nay thì em bán là 200.000 một chậu. Chấp bịp hôm nay mua 2 chậu em miễn phí ship ạ, 200.000 một chậu, mua 2 chậu miễn phí ship. Đây, mới về một lô hàng, quay cho khách xem. Đẹp lắm. Em còn 2 chậu hoàng thảo Thái Bình hoa vàng, 150.000 2 chậu. Tiếp theo là những cái chậu trầm tùng đỏ đang siêu nụ hoa, đang lên hoa. Thời điểm này lên hoa như vậy thì gửi cho các bác rất là an toàn. Và sắp tới này, các bác được thưởng thức hoa nhiều lắm, chi chít nụ luôn. Từ gần đó. Mã này là mã số 3, trầm tùng đỏ này 140.000 này. 140.000, 3 ở 4 thân. Mã số 3. Tiếp theo là mã số 5, 160.000, 2, 4, 5 thân. Có 160.000. Trầm tùng đỏ ngày trước nó cũng là một cái dòng hàng rất là VIP, hoa cực kỳ là thơm, hoa trầm mà thơm như mùi hương trầm đấy ạ. Này, nụ chi chít luôn. 160.000 5 thân. Mã số 1 120.000 3 thân. Thế ngày mai phát được không cậu? Chỉ có đi ăn cỗ thì ăn đi cỗ mấy ngày. Mã số 8 180.000 246 6 thân 180.000. Mã số 4 160.000 245 5 thân 160 ạ. Đây là những cái mã trầm tùng đỏ siêu nụ hoa của nhà em nhé. Mọi người ngắm lại hoa lần nữa này. Đẹp lắm. Giá trầm hôm nay năm nay được cái lô này giá rất là đẹp, rất là rẻ. Hoàng hậu hoa xanh nhà em vừa về một lô hàng cây phải nói là quá là to bự tràng luôn. Đấy, các bác biết năm ngoái một cái bụi to này rơi tầm 230 đến 250. Lô hôm nay về bán chiên cho mọi người nhé. Một bụi hoàng hậu hoa xanh siêu to đẹp với giá chỉ có 160.000 thôi. 160.000 một bụi. Bán chiên cho mọi người cái lô đầu tiên của năm mới. Mới lấy về 160.000 một lô hoàng hậu hoa xanh. Tiếp theo là hoa mai đỏ. Dòng này là hoa mai đỏ tứ quý. Hết một đợt hoa này, tiếp tục lên một đợt hoa nữa. Và dòng mai đỏ này nhà em là hàng dâm bầu. Khách nhà em mua về chỉ tầm nửa tháng sau ấy, kích hoa phun kích rễ mà hoa của nó nở ầm ầm. Loại này em bán với giá là 150.000 một cây mai đỏ nhé. Và mua 2 cây bên em sẽ miễn phí ship vận chuyển. À đây lại tiếp tục về một lô mộc hương ta thấm lắm. Thấm đấy, mộc hương hôm nay về đẹp quá. Đây có cái lô họ mộc hương mới về đấy mọi người này. Còn hàng thoát thân ở cao ở trên đây. Còn lại mới về là loại này. Đẹp, rất là nhiều thân. Thơm nước mũi, mộc hương. Và nhà em cả có cả hoa tử đằng nhá. Em sẽ cho mọi người xem. À đây còn vài cây cherry này. Chị cây cherry Brazil này hôm năm ngoái bán cái loại cherry to này là 180 này. Hôm nay thanh lý cho mọi người bác nào mà yêu thích cherry nhá. Cây nhỏ thì em bán 20.000. Cây to như cái kia 180 thì hôm nay em bán 80.000. Đấy, cây nhỏ bán 20, cây nhỏ thì nó ít thân á. Đây cây nhỏ này, nó chỉ có một gốc này thôi. Đấy 20.000. Còn loại cherry Brazil loại to này. Ui cây này hôm trước bán 180. Thôi cây này gốc to lắm các bạn. Còn một cây này bán lỗ rồi. Cây cherry này thôi bán 80.000 đi. Đấy 20 và 80 nhá. Chắc còn một cây to và mấy cây nhỏ. Tiếp theo là hoa tử đằng ạ. Nhà em thì vẫn tiếp tục xuất cho mọi người những lô hoa tử đằng. Đấy hôm qua về quảng cáo mà khách hàng mua chắc bây giờ chỉ còn số lượng ít thôi. Hoa tử đằng đây là hoa tử đằng dây leo, thân tím. Và mọi người lưu ý là cái dây của nó ấy, cây lá của nó khi gửi đi nó sẽ bị rụng lá đấy. Còn những cái mầm tơ này, mầm chồi nó sẽ mọc tiếp lên. Đấy. Và hoa tử đằng thì em bán là 180.000 một cuộn. Dòng này dòng dây leo cho leo ban công hoặc là leo sân vườn. Mua 2 cây, à mua 3 cây em miễn ship. Hoa tử đằng mua 3 cây miễn ship. Tiếp đến là Đen đô nắng thì nhà em đang bán có rất là nhiều loại với giá chỉ từ 50.000 thôi. Còn những cái dòng đẹp như thế này từ 80.000 giảm còn 70.000 nhá. Bà liễu xưa hoa thơm 70.000 đồng một giò. Robert hoa thơm cũng 70.000 đồng một giò. Robert hoa thơm, loại này hoa của nó cánh trắng lưỡi tím. Siret siêu xương hoa 70.000. Những cái hàng mà 70.000 nhá thì em sẽ bán theo combo là 200.000 ba chậu. Các bác cứ đặt 70.000 một chậu thì mua combo sẽ được 200.000, giảm được 10.000 nữa. An ba Đài Loan này cũng 70.000 này. Đây là nắng 114 cũng 70.000 này. Đồng tiền hồng cũng 70.000, mua 3 chậu là 200. Còn tiếp theo là Pen Soda xưa, còn một chậu cây to này cao này cũng 70.
Và tiếp theo là những loại mặt hàng 60 và 50 nhá. Vàng chanh hôm nay em xả cho mọi người vàng chanh 50.000 này. À, đây là vàng tia, đây là vàng chanh 50. Vàng tia 50. 50.000 một chậu dendro. Hoa rất là bền mà nở quanh năm. An ba xưa này. Còn hai chậu này, 50.000 một chậu. Tím 294 cũng 50.000 đồng một chậu nhá. Tím 294 cái loại đấy siêu xương hoa, thông chai gôn 50. Thông chai gôn 50.000. Người đẹp châu Phi cũng 50.000. Zaza mini 50k. Thỏ nâu cũng 50.000 này. Nắng 5N, trắng 5N 50k. Ui, một số cây đang nhú vòi. 5 cái trắng quốc dân cũng 50k. Đai châu hồng gấm thì đang thanh lý là 200.000 một giò. 200.000 một giò. À đây có về một loại lan mới này, lan ống điếu các mọi người này. Hoa của nó đẹp lắm. Nhìn trên mạng bông hoa của nó cực kỳ. À đây còn một cây hoa hồng blue này, 50.000 này. Đây lan ống điếu đây mọi người. To vự chảng, 150. Cái ống điếu mọi người search trên mặt hoa trên Google nhé. Cái ống điếu này mới về em chưa có thời gian quay, có 5 chậu thôi. Bụi to, siêu to đùng. Ống điếu 150 một giờ. Đấy có 5 chậu. Hàng này là hàng nhà vườn người ta gửi mẫu. Em thấy nó to đẹp quá mà cái hoa của ống điếu nó cũng đẹp. Mọi người search trên Google xem bụi to đùng. Lan ống điếu này nó cũng khá là đặc sắc ấy. Loại sưu tầm này khá đặc sắc. Sang bên đây thì em giới thiệu các bác đến dòng lan cát nhé. À đây, đai châu. Đai châu lá mít này thì em bán là 150.000 một giò. Một bảng 2 cây. Một bảng 2 cây. Tiếp theo lan cát nhé, em sẽ miễn ship cho mọi người từ 2 chậu trở, à, 3 chậu trở lên. Cát thì em có những màu như sau. Đầu tiên đó chính là cát kim cương xanh. Một bụi siêu to đùng và kim cương xanh thì khá là nhiều cây đang có mèo nụ ạ. Đây, nhiều cây đang có mèo. Một bụi to đùng này với giá là 220.000 đồng một chậu. Tiếp theo là cát trắng kim cương. Hoa trắng 150 một chậu trắng kim cương. Tiếp theo nữa đó chính là cát chớp ngọc 3 màu. Chớp ngọc 3 màu 200.000. 200.000 một chậu chớp ngọc 3 màu. Loại này chắc còn 2 chậu thôi ạ. Tiếp theo là cát trắng chớp tím. À quên. À, đây là cái màu người ngọc, cát ngọc đá quý 150 một gò. Cát vàng môi son 150.000. Vàng môi son, cái hoa của nó là lưỡi đỏ nhé. Cái này thì để tối nay em có thời gian em dành em ghi một cái video clip về cái dòng lan cát. Tối nay cũng phải bổ sung thêm một số loại cát nữa thì em sẽ dành một video riêng đính kèm cho mọi người màn hoa. Nếu trong video này các bác chưa có màn hoa, các bác kết bạn Zalo em gửi cho mọi người màn hoa và tình trạng cây của từng bụi thì mọi người xem nó chi tiết hơn. Bởi vì em quay video em chưa có thời gian em edit ấy. Cái màn hoa thì các bác không biết, nhưng mà màn hoa mỗi loại nó sẽ có một loại màn hoa khác nhau nhé. Cát này là cát trắng họng vàng 140 một chậu. Tiếp theo là cát đỏ này, màu đỏ này hoa cực kỳ là đẹp. 150 một chậu cát đỏ. Tiếp theo là cát màu vàng 150.000. Và đỏ thì nó còn có một cái loại đỏ huyết long nữa là 150 này. Đây là đỏ huyết long 150. Tiếp theo là người đẹp Á Đông. Người đẹp Á Đông 170.000 đồng một chậu. Vàng cánh lửa, hàng này siêu hot luôn. Hoa rất là đẹp, 160.000 đồng một chậu. Vàng lưỡi đỏ 150.000. Đây có một loại nữa là loại cát này. Còn một chậu này là cát thiên mẫu hoa nhỏ trắng tím này, 120. Cát cam chớp. Đây cam chớp, tối nay về thêm cam chớp này. Viền của nó màu đỏ nhé, 150 một chậu. Đây cũng là cát đỏ mới về đây. Cái cát đỏ mới về là 150.000. Cát đỏ 150 một chậu cát đỏ. Ngoài ra thì tí nữa em sẽ giới thiệu đến các bác còn cái màu ngũ sắc và màu cam chùm nhé. Ở bên vườn bên kia. Còn đây là cái bụi nữ hoàng bóng đêm 100.000 một chậu. Ui to đùng luôn. Mua 3 chậu miễn ship nhé. Đây là brass hoa vàng 100.000. Và cái màu brass đổi màu này cũng 100.000. 3 chậu brass sẽ miễn phí ship cho các bác nhá. Hàng rất là đẹp.
Ở đây là cái cát ngũ sắc mà em vừa nói chuyện với mọi người này. Đấy, 170.000 ngũ sắc mới về. Đây là cát màu cam chùm, 130.000. Đấy, cứ mua 3 chậu cát miễn ship, cát đủ các loại. Vanda, hôm nay vanda khủng em xả cho mọi người nhé, 200.000 một cây. 250.000 hôm nay em xả cho mọi người lô vanda khủng to đùng này, 200k. Cây to cao có hai màu là màu hồng và màu nâu nhé. À, màu hồng và màu đỏ. Vanda màu đỏ, màu hồng, hàng cây bự nhé. Vườn chật quá rồi. Còn đây là cái màu vanda màu xanh blue là 150.000 một cây. Thanh đạm Indo hàng khủng, bụi to siêu to đùng này, 450.000 một chậu, còn vài chậu thôi ạ. Đây đen đô vàng kim cương mới nở hoa này, đẹp quá. Đẹp lắm mọi người ạ. Ui, quá xinh đẹp luôn. Có chậu 190, có chậu hơn 200 nhé, 200. 190, 200, 220. Mới nở đen đô vàng kim cương, rất là đẹp. Siêu đẹp. À, có về một cái lô tam bổ sắc đột biến hoa trắng này. Ủa, cái loại này là cái loại VIP đây. Tam bổ sắc trắng đột biến. Một chậu, một bảng một cây là 170. Còn một bảng hai cây thì là 200. Hai cây thì nó cả cây to cây nhỏ nhé, 200.000. Tam bổ sắc trắng đột biến hàng lá xếp. Ôi, họng hồng đang nở hoa 150.000 một giò. Hoàng phi hạc cũng đang nụ nhé. Xả 150.000 một giò, hoàng phi hạc nụ. Và châm mỹ nụ. Nó nhiều lắm, nhiều loại lắm mọi người ạ. Pen soda xưa 180 một giò pen soda. Nó vừa tàn hoa và bà liễu xưa cũng đang nở hoa rồi. Cũng 180.000 nhé, 180.000 một giò bà liễu xưa. Và đây là những cái cây lan phong thủy nhà em. Có cây vạn lộc, cây phú quý lá đỏ. Và cây trầu bà đế vương hàng phát tài. Chậu đỏ ảo đế vương phát tài bán rất là chạy. Chậu to nhiều thân. Em bán lẻ là 80.000 đồng một chậu. Còn các bác mua 3 chậu thì chỉ có combo 220.000 được miễn phí ship toàn quốc nhé. Mua 3 chậu là 240 nhưng em sẽ bán theo combo là 220.000. Đây có một loại này, hai loại này. Đấy, chậu bà đế vương có cả loại lá đỏ to nhiều, cây lá biên ít nhưng cây lá đỏ nhiều. Phú quý. À, Corat Koki. Corat Koki chậu to 2 cây 280.000. Đấy, một chậu 2 cây to đẹp 280k. Trầm cổ ạ, 150.000 một chậu, đồng giá từ 4 năm 6 thân. Đồng giá 150.000. Bán xả hàng. Đó, và rất là nhiều mặt hàng khác nữa nhá. À đây em có một số những chậu lan cát lan nhạn này. Hoàng nhạn giá rất là rẻ. Những cái chậu hoàng nhạn này thì ghép từ lâu rồi, cũng không nhớ là tháng 4 hay tháng 8. Và hôm nay thì dọn vườn em còn một ít em thanh lý đây. Chậu số 6 hoàng nhạn 80.000 này. Chậu số 4 hoàng nhạn 120.000. 245 cây. 120.000. Cái này nếu mà sổ ra tháng 8 thì rất là gọi như là trúng sổ số nhá mọi người. Tại vì cây hoàng nhạn tháng 8 bé tí là đã 100.000 rồi. Cái này ghép lâu lắm rồi. Số 3 70.000 3 cây. Ghép trên cáo dừa. Số 2 hoàng nhạn 100.000 5 cây. Số 5 hoàng nhạn 70.000 3 cây. Số 3 hoàng nhạn số 13 hoàng nhạn 60.000 3 cây. Số 9 hoàng nhạn 70.000 4 cây. Và cuối cùng là số 11 hoàng nhạn 60.000 3 cây. Đây những cái chậu lan hoàng nhạn. Và sau đây thì em xin phép kết thúc clip nhé. Hẹn gặp lại video tối hôm nay cũng sẽ có những nhiều mặt hàng mới ạ. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.